Đây là bữa nay gia đình mình ăn ba món ăn, nó chắc ngay ăn cái bổ này, ăn cái món này ngon lắm các bạn. Đây là cá. Giờ mình sẽ lấy ra đây. Đấy mọi người chia chia canh ra đi. Món này là món gì biết không? Cái này là cái ruột ruột của con cá đấy. Mà ở Việt Nam gọi là cái gì nhỉ? Đắt tiền đấy. Là món cá. Món món cá. Món cá. Nhưng mà cái này nó đắt tiền. Làm người chắc canh. Này mình có cái canh này ngon lắm. Hôm qua cô Ni nó kêu ăn nó ngon. Cái này ngon lắm. Đây là quán ăn quá học trò con. Để gọi cái túi 500 triệu vào em. Xong rồi giờ nhìn lại cái túi này tôi không biết giờ tôi mua về tôi làm cái gì luôn. Tặng lấy thôi. Lúc thích thì lấy thôi, xong rồi giờ ra cầm lấy điện thoại ghép vô không được luôn. Thật ra mà mình chơi cái túi đấy nó mới đẳng cấp. Nó lạ quá không? Cái túi này là ly cái tịch nè mọi người, là có một táo bồn thôi. Nó nhỏ. Màu cũng dễ thương. Đó, nay cho em hấp dẫn, bữa nay là ăn nhiều là sẽ uống ra kiểu báo nha. Bắt đầu thì em nay cho uống kiểu sao? Nó lại nói là nó sẽ giảm cân nhưng mà người ta nói được bao lâu mọi người. Nó nói chuyện nào ngày em thấy chị ở miền Nam nó lại muốn giảm cân. Rồi muốn giảm cân thì bữa nay mình cho nó uống thành nhỏ. Không biết là có cái thành công với nó hay không. Các bạn thấy là mong là chị ăn hết. Ngon quá, anh có quay hết cho mọi người coi chưa? Ok rồi, ok rồi. Giờ anh với em mời gia đình ăn cơm nha. Lý do không thích đeo đồng hồ là đây. Nhìn mua cái chiếc lắc đẹp. Nó muốn tuột ra ngoài luôn. Đây mọi người. Đợt này qua đây vô hôm mẹ thấy nó nguyên bộ này. Có lắc nè, có dây chuyền với được bông. Thấy đẹp quá mua đeo thử. Ai về đeo vô. Nó nằm tới cổ tay dưới đây luôn. Cái tay nhỏ quá. Công việc thuận lợi rồi. Hôm nay là gia đình mới thoải mái đi ăn nè mọi người. Mấy ngày nay là lo cái việc cho Ngân là đi mua sắm túi nè. Thì Ngân với anh Trung với con bé Trung Quốc là đi với nhau. Còn ba mẹ Ngân là có người dắt đi riêng nữa. Thì ba mẹ Ngân đi mua sắm này kia. Nhưng mà chưa có đi chung với nhau được. Bữa nay là xong xuôi Ngân mua túi hết trơn rồi. Bây giờ là đi ăn với nhau. Mọi người biết là hôm qua Ngân ăn cái món này nè các bạn. Ngon quá trời, nó giống như là canh chua của Việt Nam mình vậy đó mọi người. Ngân qua bên Hồng Kông này Ngân thấy hợp khẩu vị nha. Ăn uống ngon lắm các bạn, cái khẩu vị Ngân ăn thấy hợp lắm. Đợt trước đi là Ngân không có đem theo giảm cân nên Ngân không có dám ăn quá nhiều. Ngân ăn vừa phải rồi mọi người, tại vì Ngân là nha, bây giờ là Ngân không có còn mập như hồi trước nữa. Hồi xưa lúc Ngân mập là Ngân uống giảm cân chanh nhà Ngân, nhưng mà tới khi mà Ngân ốm rồi là Ngân không có cần dùng hoài nữa. Nhưng mà lúc nào mà Ngân ăn nhiều thì Ngân sẽ uống giảm cân lại. Và đợt trước đi là không có đem giảm cân nên không có dám ăn nhiều. Đợt này là có đem giảm cân theo nha, là ăn quá trời ăn luôn. Ăn nhiều rồi chút xíu mình lấy giảm cân cho mình uống. Cái giảm cân thì Ngân nó hay cái là nó không là mình mệt nha. Nên khi mình uống mình vẫn đi chơi bình thường các bạn. Uống vẫn đi chơi bình thường. Mà nó sẽ hỗ trợ đào thải đồ ăn. Mọi người thấy Ngân ăn nhiều nhưng mà càng ngày Ngân càng ốm. Nhiều bạn nó chỉ Ngân chỉ đừng để ốm nữa. Ốm quá các bạn nói Ngân đừng nhìn ăn ốm quá không đẹp. Ngân đâu có nhìn ăn đâu mọi người. Ngân ăn rất là nhiều luôn. Nhưng mà Ngân được cái là ăn nhiều Ngân uống giảm cân thì nó xả, nó thải ra. Nhưng nó không hấp thụ nên không có làm cho mình mập. Đây là vịt xá xíu nè mọi người, thịt xá xíu chứ không phải vịt chứ. Còn nãy là con Ngân ăn con kia là con bồ ngư, niêm ngon lắm luôn các bạn. Đất Hồng Kông này nó hợp với Ngân mọi người ơi, đồ ăn ngon quá trời ngon luôn. Ngân ăn món này thấy ngon quá mọi người, Ngân kêu là ông Trung quay lại rồi bắt đầu đem về Việt Nam thử coi Việt Nam nấu được không. Thì nó cũng là dưa cải chua của mình với cá các bạn, với nấm, nhưng mà nó niêm cái vị ngon lắm các bạn. Ăn cái này bắt cơm giả mang luôn mọi người. Ăn một chén rồi lại muốn ăn thêm một chén nữa. Trước khi vô quán này là Ngân đã ăn một tô mì vịt tiềm đằng kia rồi đó các bạn. Nói vô đây ăn ít thôi không ăn nhiều mà ăn ngon quá trời. Ăn hết chén cơm luôn. Sau khi ăn no rồi thì mình sẽ uống táo nha mọi người. Ngân đem qua hộp mới luôn. Đây. Táo này là một cái sản phẩm sẽ đồng hành cùng với Ngân trong mọi nẻo đường. Ăn mà lỡ có nhiều quá, cái này vô. Và đây là bí quyết của Ngân khi mà ăn nhiều mà không lên ký về cái bụng của mình càng ngày càng nhỏ này mọi người. Kẹo táo hồi xưa Ngân mập thì Ngân dùng để tóc chanh, để tóc chanh nhà Ngân thì nó giảm toàn thân. Còn cái táo này nó sẽ giữ ký cho những bạn nào mà đã giảm cân thành công giống như Ngân rồi. Tại vì uống cái này vô nó sẽ sổ đồ ăn mọi người, nó giảm hấp thu cái chất béo á. Nên khi mà các bạn thấy Ngân đi đâu ăn á thì Ngân sẽ đều lấy cái kẹo táo này Ngân dùng. Và dùng em này thì không có bị mệt, không có bị mất ngủ gì hết các bạn. Các bạn uống sau ăn 30 phút cho Ngân nha. Tại cái này Ngân làm clip nên Ngân uống sau ăn liền. Chứ nếu mà ở nhà thì các bạn ăn xong tầm 30 phút sau các bạn uống. Uống vào buổi tối thì đến sáng ngày hôm sau các bạn sẽ đi vệ sinh nha mọi người. Và các bạn uống từ 1 đến 2 hộp là các bạn đã cảm nhận là cái bụng của mình nó nhỏ lại rồi nha. Và bản thành phần của em này là chiết xuất từ thiên nhiên nha. Và đây là cái sản phẩm mà đồng hành cùng với Ngân trên mọi nẻo đường khi đi du lịch nha.